lời đầu tiên cho phép An Toàn xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk tối đêm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 và 64 năm ngày Bến Tre đồng khởi 17 tháng 1 năm 1960, 17 tháng 1 năm 2024. Được sự thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bến Tre, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre phối hợp cùng với Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Hội tụ hai miền di sản. Chương trình giao lưu nghệ thuật với nội dung ca ngợi tinh thần đoàn kết của toàn dân trong việc kế thừa truyền thống yêu nước, cống hiến xây dựng, phát triển đất nước được thực hiện qua hình thức biểu diễn văn hóa cổng chiêng và nghệ thuật cải lương, hai loại hình nghệ thuật mang đậm nét văn hóa của các dân tộc đang sinh sống tại vùng đất cao nguyên Đắk Lắk và nét văn hóa trong sinh hoạt lao động của nhân dân tỉnh Bến Tre anh hùng. Kính thưa quý vị, về tham dự chương trình đêm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu bà Cờ Bá Tống Nga, trưởng đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Hưng, trưởng đoàn nghệ thuật cải lương tỉnh Bến Tre. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lên sân khấu tặng hoa cho Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh Bến Tre và Đoàn ca múa dân tộc đời đại diện của hai đoàn nghệ thuật. Cảm ơn những tình cảm mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã dành tặng cho hai đoàn nghệ thuật đêm nay. Xin được trân trọng cảm ơn.
Và thiên nhiên quấn quýt giao hòa cùng nhau. Tất cả những điều đó đã đi vào trong các tác phẩm âm nhạc, hình ảnh của những chàng trai, cô gái Tây Nguyên với trái tim bình dị, chất phác, chân thật như cỏ cây, sông suối. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Em Hát Thương Ai, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Cường, qua phần biểu diễn của ca sĩ Điều Náp và tốt nhạc cụ dân tộc Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sao đại ngàn bâng khuâng
về, về thăm quê hương đồng khởi, về thăm Bến Tre đổi mới, cho những cung đường hoa lá thêm tươi. Em sẽ đưa anh về, vì nghe thương than gió lòng, về ăn bánh không sơn đâu mua giang thành, về thăm cô lao an quân. Cười Bến Tre thêm tự hào, về thăm cái mình tấm tình quê hương trên những cành hoa. Ôi thương làm sao nụ cười Bến Tre bao ngọt ngào, dòng sông đưa lối những con thuyền rộn rã ngược xuôi. Ôi thương làm sao nụ cười Bến Tre bao ngọt ngào, dòng sông đưa lối những con thuyền rộn rã ngược xuôi. Mình đi dưới nắng mây, tay trong tay về thăm quê hương đồng nụ cười Bến Tre mang niềm
tình phơi phới khai phá tiềm năng dương tới nhân công trình. Đồng khởi mới trên quê hương tươi thắm nghĩa tình, dấu thành cửa ngõ cầu thế dân cao dời, dòng trơm mỏ cài trắng soi lộ mới đón em đưa qua hàng
Chiều xuân đúng đưa chào đón em. Thực hiện Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre Trần Thị Kiều Tôn, Cố vấn chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà. Các vai diễn: Phương Trinh vai Nguyễn Thị Đình, Hùng Cương vai Nguyễn Văn Bích, Khánh Dũng vai ông Tư, Sơn Trúc vai bà Tư, Hoàng Thái Duy vai mật thám, Tuấn Linh vai cai ngục, Lữ Anh vai bác Hai, Chí Danh vai Hai Thủy, Bảo Tâm vai Út Thắng, Lê Nguyễn Trọng Khoa vai Bé On, Lương Triệu Thái vai Trần Văn Trà, Lý Then vai Thuyền Viên, Như Thủy, Quế Hương, Thi Lan trong vai các nữ tù, cùng một số diễn viên trong vai dân làng và lính Tây. Nhạc cổ Minh Đậm, Trường Hận, Nhạc Tân, Việt Đào, âm thanh Trường Phú, ánh sáng Quốc Tầm. Chỉ huy đêm diễn Chí Danh, sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chị Tường, chị Tường ơi, chị Tường, chị Tường, chị Tường.
Kìa. Chị ba. Chị Cẩm Thường. Chị Cẩm Thường sao vậy? Chị Cẩm Thường hết rồi. Cẩm Thường, đánh lại đi Cẩm Thường. Sứ gì mà nắng như thiêu như đốt, cháy da chân thịt, còn ban đêm thì xương xương là thấu xương thấu cốt. Bảy mươi ba, tại sao không chịu lo làm mà còn gọi lên? Đi làm nhanh lên. Chúng tôi làm từ sáng sớm tới giờ, nghỉ tay một chút không được sao? Này cô em, đừng tưởng rằng mình tù nhân bên khu B rồi, tụi này không dám quấn nha. Khu B thì sao? Chị em tôi đâu có tội tình gì. Mày dám tao đẻo nào? Ai da, ai da! Trời ơi, lên đầu mày có cái gì vậy? Lâu ngày rồi, chị em tôi không được tắm rồi nên trên đầu mọc gai đó. Mấy bà phụ nữ bên khu B ai cũng toàn thú dữ mà. Ê ê, cái gì thú dữ? Bộ ông nói tụi tôi là thú vật hả? Tôi nói là thứ thứ dữ bà nội ơi. Ờ, nói vậy thì còn nghe được á. Thông cảm nó đi, ngọng nó nghe không rõ. Bà dám nói tôi ngọng, bà bước ra. Bước ra ngoài. Bà là con nữ tù nhân già nhất tại khu B, bà liễu hồn tôi nha. Làm gì la hét âm sầm thế? Trưa thôi, không để ai ngủ nghề, bố các người không biết mệt. Chúng tôi là con người, lại là đàn bà phụ nữ, phải lao động dưới cái nắng chói chang thì làm sao không biết mệt hả ông? Mấy nữ tù nhân này dám tới đây hả? Cái gì? Ông nói tụi tôi sao? Có người ta bọc ví như thuốc giật vậy đó hả? Mày dám tới đây hả? Nè, tại vì mấy ông có xúc phạm chị em tôi trước chứ bộ. Mày ngon à? Chết em mà quăng không? Mày biết làm sao vậy? Dạ, bên đầu của tóc nhỏ này nó có cái khâu. Chuyện này chắc chắn là do con Nguyễn Thị Định bày ra. Nguyễn Thị Định, bước ra nghe tòa hỏi. Ông cứ hỏi. Có phải mày là đứa đã cầm đầu tụi nữ tù khu B bày ra trò này để chống lại tao không? Chúng tôi tuy thân phận tù nhân nhưng cũng có quyền tự bảo vệ mình. Còn các ông tự cho mình là một đất nước văn minh, nhân quyền, rồi các ông đem cái văn minh đó qua đây để đàn áp người dân chúng tôi như vậy sao? Các ông phải tôn trọng nhân quyền của chính phủ Pháp. Nhân quyền ở đất Bà Rá này, tao là quyền, tao có thể xua cho đẹp xe cắn chính thì đứa nào cả ngang nhân vi phạm nguyên tắc của tao đặt ra. Lên, nói thằng tù số 27 của bà ra đây. Thôi nha. Tụi bay biết đó phạm tội gì không? Cả gan giết chết lính canh để hòng trốn thoát. Trốn thoát đã lọt vào tay tao mà chúng mày nghĩ rằng sẽ trốn thoát dễ dàng như vậy hay sao? Mày và tất cả bọn nó hãy chống mắt lên xem quyền của tao và nhân quyền của chúng mày ở đất Bà Rá này là như thế nào. Lên chứ, lôi thằng này ra mày bãi cho chó xé xác cho tao. Không, nếu chống đối tao sẽ cho chó xé xác hết. Tại sao các ông có thể tàn nhẫn như vậy? Các ông hành hạ người dân chúng tôi còn hơn lời cầm thú. Phải chi?
mày đừng có kêu than quán trách. Chết mày, mày cũng không khai được không? Được. Lên tìm cho tao cái chai. Đưa cho nó. Cầm lấy. Để cái chai lên đầu. Đi ba. Đó, các ông muốn làm gì thì làm đi. Mày hết tao được không Nguyễn Thị Đình? Được. Nguyễn Thị Đình, nếu mày có gan thì dẫm từng bước qua đám miệng chai được cho tao thôi. Không, đừng đừng mày ba ba. Im lặng à. Các chị, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ không sao đâu. Trời ơi, vậy
không ngờ chiếc vòng đá chị đeo bấy lâu nay bên mình lại là kỷ vật thiêng liêng đối với chị đến như vậy. Dạ. Hãy nhớ kỹ bài học hôm nay. Kẻ thù có thể giam cầm thể xác người cách mạng, chứ không thể giam cầm được trái tim và lòng dũng cảm. Dạ, chúng em đã hiểu. Khu B của mình có chị ba thì chị em mình không sợ gì hết. Đứa nào mà không sợ chị ba? Đứa nào? Chúng ta đoàn kết lại cùng nhau thì bọn chúng sẽ không làm gì được. Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết. Được 7 tháng phải rời mẹ. Thăm thốt mà nó đã được hơn 4 tuổi rồi bà hết. Kể từ khi có con dì và chồng nó bị cầm giam tù đài biệt biệt chẳng tâm hơi. Chiều đều đau khổ.
người thế ấy cũng phi anh. Tôi già rồi, không thể nào như tụi nhỏ ra đi vì còn cái niệm. Nhưng nếu phải bán hết ruộng đất để góp phần làm chuyện có ích cho nước non thì tôi đây cũng sẵn lòng. Sống mấy chục năm với nhau, tôi hiểu tất ý của ông mà. Tè ba con nó về sân họp là mừng rồi. Con ơi, hai cha con ở nhà nói chuyện, để má đi ra ngoài chợ mua bà mua cái món gì mà cô Út gì nó thích đó bà. Đúng rồi Út bà. Dạ. Để má đi chợ má mua bí về hầm dừa cho con ăn, cái món mà hồi nhỏ con thích đó, con nhớ không? Dạ dạ. Rồi hai cha con ở nhà nha, con đi chợ. Bà ngoại cho con đi chợ với. Bé On ngoan, hôm nay má con về, con ở nhà với má con đi, để ngoại đi. Không, con đi theo bà ngoại đi mua bánh lá dừa cho má con ăn. Trời ơi, ông thấy không, thằng cháu ngoại của tôi nó có hiếu dễ sợ vậy đó. Thôi đi với ngoại nha con. À, bé On cho bánh ăn rồi. Thank you.
ớn như nhiều quá. Tía già rồi con. Tía con mình còn gặp nhau như vậy là tía hoảng liệu lắm rồi. Tía ơi, con đã về đây rồi, con không để cho tía má lo lắng cho con nữa đâu. Tội nghiệp má con lắm. Dạ. Tía, tình hình anh em mình ở nhà hoạt động sao rồi tía? Hiện tại bây giờ tội ác con nó khủng bố quá. Tới cả con chó con gà cũng không yên với tụi nó nữa. Anh ba chẩn con thì còn nằm trong tù. Rồi thằng Tư Phát, thằng Cọt Cà, thằng Nhật Quang, thằng Chánh Bí Thư xã Lương Hòa Dùng này cũng bị chúng nó bắt hết rồi con à. Trời ơi, bọn chúng thật là độc ác. Chúng nó muốn giết tất cả những người chống lại tụi nó, thẳng tay đàn áp với bà con mình. Tía, vậy còn anh Bích, tía có tin tức gì của anh Bích không tía? Tía có chuyện gì giấu con phải không? Tía nói cho con nghe đi tía. Anh Bích sao rồi tía? Thằng Bích, tía nghe nói thằng Bích gì không chịu nổi cực hình đa tấn giả man hoặc buôn đạo. Thằng nó đã hy sinh rồi. Út gì? Con không tin. Tin tức này là của thằng Tranh Bí Thư xã Lương Hòa cho tía hay trước khi nó bị bắt đó con à. Con em trong lúc này, tại sao anh bỏ mẹ con em giữa đường đời đầy phong ba bão tố? Em chờ gì đây? Còn anh thì thân xác vùi chôn ngay con đào.
con còn có trách nhiệm và giữ niềm tin. Đường cách mạng quan chính là chân lý. Dù cho bọn chúng có hung tàn như ác quỷ, dẫn ta đồng lòng, bọn chúng sẽ bại vong. Tía tự hào về con. Anh Bích, từ nay em sẽ thay anh làm tiếp phần công việc của anh còn dang dở. Báo cáo của bà, 12 tấn vũ khí anh em cũng vừa vận chuyển xong, chờ ý kiến của bà. Bác Hai và các anh làm tốt lắm. Đồng chí, dạ, mời tất cả anh em lên tàu. Dạ. Các đồng chí, chị ba gọi các đồng chí lên con tàu. Này các đồng chí, hoạt động bí mật vận chuyển 12 tấn vũ khí về Nam, tất cả chúng ta nhất định phải hoàn thành. Rõ. Tổ chức đã chuẩn bị cho chúng ta giấy thông hành đầy đủ. Các đồng chí giữ bên người cẩn thận, đề phòng cái địch phát hiện. Báo cáo của bà, 12 tấn vũ khí, tiền và tài liệu anh em chúng tôi đã chuyển không hoàn tàu và ngụy trang bằng những ngư cụ lưới cá. Tốt lắm. Nếu mọi người đã thống nhất thì chúng ta làm lễ tuyên thệ rồi xuất phát. Rõ. Tôi Nguyễn Thị Định xin tuyên thệ trước Tổ quốc, trước Đảng, Bác Hồ và toàn thể đồng bào miền Nam sẽ cùng các đồng chí bảo vệ 12 tấn vũ khí về Nam an toàn. Trên đường đi, nếu phương án 1 không thành công, thực hiện phương án 2. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sinh thầy, sinh thầy, sinh thầy. Ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia,
có phải là anh không? Anh và các dòng linh tập chí đã hy sinh, xin hãy phù hộ cho chúng tôi về Nam an toàn. Giết ranh nhiều quá, đối khổ dữ lắm chú ơi. Ra ngoài biển kiếm chút cá sống đỡ qua ngày mà chú. Ông già lắm chuyện quá đi. Hả? Tàu này là tàu của Bắc Việt. Dạ. Đứng đâu? Xét tàu. Trời ơi, tàu của chúng tôi đi đánh cá ông ơi, đâu phải Bắc Việt gì đâu. Đánh cá cũng xét. Đánh cá mà xét thì chú. Còn thằng này, làm gì che kín mặt mày? Mau mở ra tao xem. Tôi bị cháy chân. Mày bị chết chết. Dạ đúng rồi. Mẹ tụi mày, trên tàu có người bệnh sao không nói? Lên đâu, mau về. Mau lên, tao bị lấy rồi, mẹ lên. Chúng ta gần tới đất liền rồi. Có tín hiệu từ đất liền.
Gì ba? Tất liệt báo tín hiệu bình an. Bác hai, bác hai cho tàu cập bờ đi bác hai. Hai bơi xuống không? Nhanh lên, lên. Hai bơi xuống. Nhanh lên.
con mình. Bà con mình vô cùng căm hận. Chị ba, phải có Võ Trang mới sống, không thì anh em mình chết hết. Bà con nói, thà đáng cho làm Võ Trang như hồi 54 đi. Bà con xông ra đánh liền, có dao sắc chuối, có búa bổ củi cũng đánh. Cho đánh một trận đi, rồi đem ra bắn cũng được. Những người sống trong vùng càng bị bọn chúng bắn giết hãm hiếp rất dã man. Chúng cho bơm phá trội ầm ầm tối ngày. Tinh thần bà con vô cùng hoảng loạn. Trong số đó có Út Thoại, con của bà Sáu Đầy cũng... Út Thoại? Út Thoại sao hả cậu? Út Thoại bị bọn chúng hãm hiếp rất dã man. Còn bảy đứa anh của Út Thoại thì bị bọn chúng bắn chết. Gia đình hiện giờ rất tang thương chị ba. Chị ba, từ ngày Ngô Đình Diệm bắt luật 10/59, lời máy chém về bỏ cài để hành quyết những cán bộ cách mạng, thì lúc đó ai cũng hoảng loạn hết. Chị ba ơi, phải Võ Trang mới sống, không có thì tụi nó giết anh em mình chết hết chị ba à. Đúng rồi chị ba, phải có Võ Trang mới sống không thì. Các cậu, tôi nóng lòng về đây là để triển khai nghị quyết 15 của Trung ương. Trung ương nói sao hả chị? Nghị quyết 15 của Trung ương cho phép chúng ta hành động Võ Trang. Cho phép chúng ta hành động Võ Trang. Như vậy là Trung ương cho chúng ta hành động Võ Trang. Phải. Trên đường từ Phú Mỹ về đây, tôi đã suy nghĩ kỹ, sẽ Võ Trang và đồng loạt nói dậy ở ba xã Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh. Lấy Định Thủy làm tiên xuống khởi đầu, chiến hành đổi chí Định Lập trước tiên. Ở Rạng Trong nổi tiếng nổi dậy phá đồ. Ta chỉ Võ Trang và hành động theo kế hoạch. Chị vừa nói qua thì tôi đây cũng rất tán thành. Nhưng triển khai nghị quyết mà không có đủ thành phần, không ban thường vụ, liệu có được không chị ba? Chúng ta sẽ cùng chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Khu ủy quyết định này. Nếu làm sai thì chịu kỷ luật trước Đảng và Bác Hồ, còn làm đúng thì lấy thắng lời tiên lên. Vấn đề nan giải của chúng ta nghĩ dần là vũ khí, giờ mà xin khu tan thì không kịp rồi. Phải tự mình trang bị mà thôi, rước rút địch đánh địch thì cái vốn nó mới nhiều. Lực lượng chúng ta tại trong này 20 chiến bộ, còn đảng viên á khoảng 200 người, bốn khẩu súng hơn cũ lâu ngày, còn đảng trước á mỗi khẩu còn tới 10. Nếu mà chúng ta nổi dậy lẻ tẻ không có đồng loạt, địch sẽ bao vây rồi đàn áp lại. Phải đồng loạt nổi dậy, dứt đề thì mới thắng. Hai cậu hãy tìm mỗi xã dài thanh niên, lập ra tổ hành công thức thời, làm lực lượng nòng cốt diệt ác thời gian. Tôi sẽ lập tức bên triển khai liền, một bóng một con ta đồng loạt dùng lên. Út Thanh, đó. Cậu tìm người sửa lại mấy khẩu súng hương, trước mắt giao cho mỗi đội vài cây để làm vốn. Đó. Hai Thủy, đó. Lập tức tung tin có bộ đội chủ lực từ miền Bắc vào. Bộ đội chủ lực từ miền Bắc, mình tìm đâu ra? Anh cho một số thanh niên ở xã này qua xã khác, nhưng nhớ phải giọng, không nói giọng miền Bắc. Khi có lệnh, giả dạng lũ lượt hành quân, giác súng giả tự tạo như súng cây, súng bạc dừa, rồi bịch ni lông lại, làm như bộ đội thật. Được, tôi sẽ triển khai liền. Chị ba, có định ngày chưa chị? Ngày 17 tháng 1. 17 tháng 1. Oh,
tuổi trên này. Nhạc sĩ Nguyễn Cường có phần thể hiện của tập thể nghệ sĩ diễn viên cũng đã khép lại chương trình giao lưu hội tụ hai miền di sản tối đêm nay. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý đồng bào đồng chí và các bạn sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.